Tô Lâm vốn cho rằng mình là nhân vật chính của hệ thống, đang hết đường xoay sở vì điểm số của hệ thống. Một tiếng nhắc nhở báo cho hắn biết gia nhập nhóm chat. Tô Lâm, Diệp Phàm, Tiêu Viêm, Hàng Lập, Mông Kỳ. Lộ Phi, Vệ Cung Sĩ Lan. Trung Ly, Lộ Minh Phi, Khắc Lai Ân. Nhìn Lộ Phi vừa mới đánh bại Khải Đa trong nhóm, điểm số đầu tiên của Tô Lâm có tiến triển. Lộ Phi ngươi muốn cứu ngải tư sao? Vì vậy, khi bóng tối hỗn loạn xảy ra, thánh thể đại thành không chút do dự, không chút do dự. Các hành tinh đến để phá vỡ dòng sông. Một nam tử ở một góc tinh không hiệu lệnh thế gian hỏa diễm long dực kim mâu nam tử ngồi ở trên vương tọa thẩm phán mà Tô Lâm đang suy nghĩ làm sao ra sân so với mấy người trước càng đẹp trai hơn. Tiểu thuyết máu chốt Hệ thống lưu nhân vật chính ta gia nhập nói chuyện phím nhóm không đạn cửa sổ. Hệ thống lưu nhân vật chính ta gia nhập nói chuyện phím nhóm TXT toàn tập đao loa. Hệ thống lưu nhân vật chính ta gia nhập nói chuyện phím nhóm mới nhất chương độc. Chương 1 Luận như thế nào tại thế giới phổ thông nhân tiền hiển thánh? Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 1 Luận như thế nào tại người bình thường thế giới trước hiển thánh tô lâm xem tin tức trên TV, ánh mắt bởi vì sử dụng thời gian dài mà có chút khô khốc, mí mắt không ngừng nhảy lên? Thuần tay mở máy du lịch, trực tiếp click vào ghi chép tìm kiếm lần trước. Hôm nay các nơi cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái, gió êm sóng lặng. Cầm lấy thuốc nhỏ mắt trên bàn nhỏ hai giọt vào đôi mắt khô khốc. Đây là một thế giới song song bình thường. Nói không chừng có một ít siêu phàm sự kiện, dù sao tiểu thuyết cùng phim truyền hình trong không phải thường xuyên xuất hiện sao, cái gì siêu phàm tổ chức, thế giới mặt tối một loại nhưng là kia cũng không phải hắn một người bình thường có thể tiếp xúc đến sự tình. Cố hết sức, cố hết sức. Thân cận xong về nhà, kết quả xuyên qua thành thế giới song song chính mình, cái này còn chưa tính dù sao cha mẹ cũng là trước đó cha mẹ, còn có hệ thống loại này tân thủ phúc lợi, nội tâm của hắn cũng là có chút kích động. Nhưng nếu nơi này là một cái thế giới bình thường, cho hắn hệ thống vì cái gì, không phải cái gì văn sao công hệ thống cũng không phải cái gì đại minh tinh hệ thống mà là cái gì người trước hiển thánh hệ thống thức ăn cho chim sẻ hệ thống siêu phàm mạnh hơn dòng chảy thông thường nhưng tôi lâm vắt hết óc cũng không nghĩ ra là một người bình thường làm sao người trước hiển thánh đạt được điểm số rất khó văn bất thành võ không phải số sổ số, số cũng không nhớ được nhưng nhớ kỹ hình như cũng không có tác dụng gì quà tặng của người mới mở ra hai đạo cụ dùng một lần Line Time Trip Roundtable và Library siri Estradrina Energy Record Đồng hồ bỏ túi tuyến tính của dốc Tôi đã cố gắng hết sức, cho dù có quay trở lại quá khứ, hiện tại cũng không thể thay đổi, đơn giản là tạo ra một nhánh mới. Như vậy, như vậy cũng tốt, để cho ta trốn tránh đi, vứt bỏ hiện tại hết thảy, cướp đoạt quá khứ chính mình, để cho ta trầm mê tại kia vốn không nên thuộc về ta hạnh phúc bên trong. Di Chú đạo cụ dùng một lần một lần nữa trở lại thời điểm ban đầu đạo cụ này sẽ vĩnh viễn mất hiệu lực thư viện loạt dị năng ghi chép trên thế giới hết thảy tồn tại nên được ghi nhớ pha ra đạo cụ còn có câu chuyện nhỏ làm cho tô lâm nhớ tới thời gian chơi gns bất quá tô lâm cũng không có thời gian đi tìm hiểu phía sau những ghi chú này rốt cuộc cất giấu cái gì hai đạo cụ cái trước có thể lựa chọn trở lại một lần cơ hội trong quá khứ nhưng làm ra thay đổi sẽ sinh ra thế giới song song, nói cách khác bạn trở lại quá khứ thay đổi không thể ảnh hưởng đến tương lai, chỉ có thể dẫn dắt quá khứ đi về phía thế giới song song. Người sau thời gian sử dụng là 24 giờ, có thể ghi chép một ít dị thường năng lực cũng tái hiện, khuyết điểm duy nhất chính là muốn ghi chép từ phát động đến sử dụng toàn bộ quá trình, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể sử dụng một cái năng lực, 24 giờ sau dị năng ghi chép năng lực sẽ biến mất loại thế giới hàng ngày này cũng không biết đi nơi nào tìm năng lực dị thường. Tìm không thấy năng lực dị thường sẽ không có pháp nhân tiền hiển thánh soát điểm rút thưởng hoán đổi công pháp, từ đó không cách nào thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Điều này dường như rơi vào một vòng luẩn quẩn chết chóc. Động minh trường sinh quyết, tuyên cổ bất diệt pháp, đầu ngón tay tinh thần, sáng thế đồ lục. Vĩnh sinh chi tửu, cửu chuyển kim đan, cho tàn chi trượng, pháp tắc mô phỏng thiết bị ngoại trừ bắt đầu khó khăn, cái này hệ thống thật không có gì không tốt, tiểu thuyết trong trang web các loại phân loại vật phẩm hệ thống bên trong đều có. Nhìn danh sách trao đổi rực rỡ muôn màu cùng phần thưởng tạp trì, nước mắt trong lúc lơ đãng từ khóe miệng lưu lại. Từ khi tốt nghiệp đại học hắn đã thất nghiệp ở nhà nửa năm, lại không tìm được việc làm trong nhà trợ giúp cần phải cắt đứt. Xuyên việc trước đó, tốt nghiệp đại học sau khi hắn cũng tìm một phần coi như ổn định công tác nhưng làm sao nghĩ đến thế giới này hắn học chính là thổ mộc A. À? Đây chính là bởi vì lựa chọn sinh ra thế giới song song sao, ta ngộ. Chẳng lẽ muốn đến công trường đánh bụi? Không được, thế giới song song hắn chính là bởi vì chịu không nổi mới sách thùng chạy trốn, quay về công trường làm sao người trước hiển thánh A. À? Chẳng lẽ quay video ngắn chơi đánh cho, làm vương giả dết mát? Đây tính là hiển thánh sao? Hệ thống nhắc nhở hắn, hắn làm ra thành tựu chỉ cần có thể tại số lượng nhất định trong đám người lưu lại ghi chép sẽ thu được điểm số được rồi mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi tôi tuyên bố một chuyện kỳ thật tô lâm còn có một cái kế hoạch đó chính là ghi nhớ mấy năm gần đây các loại sự kiện lịch sử sau đó xuyên việc trở về quá khứ làm tiên tri thử một lần nguy hiểm ở chỗ không có bất kỳ năng lực tự vệ nào hắn sẽ có xác suất rất cao biến mất trước mắt công chúng vậy đạo cụ này liền lãng phí ngay khi Tô Lâm lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết màu bạc tinh xảo rơi vào rối rắm, một thanh âm bất thình lình vang lên trong đầu hắn. Chiêu Thiên mở nhóm cha, Tô Lâm, Tiêu Viêm, Hàng Lập, Diệp Phàm Mông Kỳ Dê Lộ Phi, Vệ Cung Sĩ Lan đã vào nhóm. Chúc mừng các vị trở thành thành viên trong nhóm cha. Nhóm làm việc để tạo ra sự giao tiếp thân thiện giữa các thế giới khác nhau, vượt qua hàng rào thế giới để phá vỡ các rào cản thông tin và đóng góp vào sự tiến hóa của các thế giới khác nhau nhóm này không có chủ nhóm nhưng sẽ căn cứ vào mức độ hoạt động và bỏ phiếu của nhóm mà thiết lập quản lý trực nhật chu kỳ trực nhật là một năm nhân viên quản lý và nhóm mỗi tháng sẽ có quà tặng cố định để định hình môi trường trò chuyện của nền văn minh cua đồng đừng có chém dết giữa các thành viên trong nhóm những người vi phạm sẽ buộc phải rời khỏi nhóm trò chuyện tô lâm có chút không kịp phản ứng làm cái gì ta không phải đô thị hệ thống lưu nhân vật chính đinh tháng này quần nhân viên quà tặng đã phát chúc mừng ngài thu được tán gẫu quần phá giới phụ tam trương cần đối phương quần viên đồng ý về sau sử dụng tại đối phương yêu cầu ngươi rời đi thế giới về sau ngươi sẽ bị cưỡng chế mời ra hiện tại các vị có thể bắt đầu nói chuyện phím không phải chứ còn có thể chơi như vậy chờ một chút những nhân viên kia không phải nhân vật trong truyện tranh sao mông kỳ dê lộ phi nhóm tán gẫu đây là cái gì uy uy là năng lực quả ác ma của ai sao ai đó bạn trước mắt tô lâm hiện lên một tin tức mông kỳ dê lộ phi mọi người ô oa đây là cái gì a à? tiêu viêm đừng đùa ta lão mã nghiệp vụ triển khai đến vượt qua thế giới sao buông tha ta đi ta thật không có tiền mông kỳ dê lộ phi ta đối với ngươi có chút ấn tượng ngươi có phải hay không hải tặc nam nhân a à? diệp phàm ta nhớ không lầm, hắn là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Không thể tưởng được ta đều ở tinh cầu khác, còn có thể đụng tới nhóm chác loại vật này. Tiêu viêm, ngươi là địa cầu đồng hương. Mông kỳ dê lộ phi. Đúng vậy, ta tên là mông kỳ dê lộ phi, là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Ta đi, ta là năm 2009 xuyên qua, huynh đệ ngươi năm nào đi ngoài hành tinh A. Diệp Phàm năm 2010. Tiêu viêm Tiêu viêm đang suy nghĩ tại sao một năm sau nhân loại lại tiến vào thời đại tinh tế. Diệp Phàm Tình huống bên tôi hơi phức tạp. Đi sang, ác. Khuyết tật, tiêu viêm. Diệp Phàm Tô Lâm Lời bài hát Si Du Tiêu Viêm Trầu Diệp Phàm Trầu Tô Lâm Đúng vậy Tô Lâm không quan tâm nam chính nào đó nằm ngửa ngồi dậy, cân nhắc một chút, ở trong nhóm lên tiếng. Tô Lâm Thuốc sổ, người vừa xuyên qua, thế giới song song. Lịch Phi Vũ Các vị đạo hữu, xin hỏi nơi này nói chuyện phím nhóm là vì vật gì? Trước tiên đổi tên. Nhưng đây có phải là một chút bịt tai trộm chung hay không? Tô Lâm trầm mặt một chút, vẫn quyết định nói rõ ràng. Tô Lâm Hàng đạo hữu, tôi biết anh, chính xác mà nói, các vị đang ngồi tôi đều biết. Lịch Phi Vũ Lúc này Hàng Lập đang ở loạn tinh hải nhướng mày, đổi tên bị phát hiện hắn không ngoài ý muốn, nhưng nghe giọng nói của người này, cũng hiểu rõ hắn. May mà, bây giờ là ở loạn tinh hải, người của thiên nam hẳn là tìm không thấy nơi này. Tô Lâm Cũng giống như các ngươi biết hải tặc, vương lộ phi, ta cũng biết tất cả các ngươi. Tô Lâm Ừ, nói không chừng sau này cũng có người nhận ra tôi. Diệp Phàm Đã hiểu. Tiêu viêm. Cái này thái quá rồi. Hết chương này. Chương 2. Thẳng thắng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Thẳng thắng Tiêu viêm và Diệp Phàm đều là người hiện đại, hiểu lời Tô Lâm nói là có ý gì. Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, dù sao lấy bọn họ hiện tại kinh nghiệm, gặp phải cái gì kỳ kỳ quái sự tình đều không đủ để quá mức khiếp sợ. xuyên việt cùng tu tiên còn có nói chuyện phiếm quần đều đã trải qua, chính mình tại một bộ tác phẩm bên trong xuất hiện cũng không phải là không thể tiếp nhận. tô lâm, cần tôi nói đại khái cho các vị một chút về tác phẩm liên quan không? bắt đầu từ đấu phá thương khung. thời gian là ngày thứ ba sau khi tứ hoàng bách thú khải đa rơi đài, tầng thế giới, cùng quốc đô thành, hoa chi đô, tiệc mừng long trọng đang trong quá trình chuẩn bị là đại anh hùng mũ rơm của giải phóng hòa giờ phút này còn đang chữa thương tĩnh dưỡng trong phủ tướng quân ngự trù đẩy xe thức ăn mang theo từng món ăn tinh xảo chạy tới đại sảnh hôm nay tiểu nhân so với bình thường hạ càng nhiều công phu chuẩn bị không nhục tướng quân món ăn bản thiện mời các vị thưởng thức thực bình nâng chén cười nói ha 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 nhìn qua rất ngon cảm tạ ngươi bên ngoài chắc hẳn rất náo nhiệt ở đây chỉ có một mình thất vũ hải của tiền vương hạ bởi vì yến tiệc phải đợi hai giờ cho nên đám mũ rơm đã sớm không kiềm chế được cơn đói trong bụng chạy ra đường cái ăn uống lung tung mi sao bạch tuột nướng mực nướng kẹo táo kiều ba nhét kẹo bông gòn vào miệng vẻ mặt hạnh phúc nói với lộ phi đang há hốc mồm thật nhiều đồ ăn ngon a à, lộ phi còn có rất nhiều hoạt động thú vị ô hoa, ô ô. Nói đúng, dô ba, Luffy nuốt thức ăn, trong mắt tỏa sáng. Hơn nữa hôm nay toàn bộ đều là miễn phí. ạ Lô Lộ Phi nhìn một chút góc nhìn bên cạnh tin tức nhắc nhở. Thứ này còn ở đây không? Đây rốt cuộc là thứ gì? Ý niệm vừa động, giao diện tin tức bắn ra. Hàng lập. Nói như vậy, các vị ở đây đều là người của các thế giới khác nhau, vật này chính là công cụ trao đổi câu thông của chúng ta, mà vượt qua ranh giới phù thì có thể thành lập một thông đạo truyền thoa đi tới đi lui các thế giới khác. Tô Lâm Đúng là như thế. Hàng Lập Thật là thần kỳ, xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện kỳ không tưởng được. Diệp Phàm Tô Lâm dị thế giới đồng hương, che trời phía sau nội dung vở kịch là cái gì, có thể nói cho một chút không? ta hiện tại cùng một đầu đại hắc cẩu còn có một cái mập đạo sĩ bị nhốt ở dưới đất. Tiêu viêm. Đấu phá thương khung cũng vậy. Ta hiện tại chuẩn bị lên vân Lam Tông. Tô Lâm. Chờ một chút, tôi xem có thể đăng tải tư liệu lên không. Hàng lập. Phạm nhân tu tiên truyền cũng làm phiền huynh đài, ân này suốt đời khó quên. Tô Lâm cười hắc hắc, chính là muốn những lời này của hàng lão ma ngươi. Hắn thẳng thắn công bố chỉ riêng những tin tức này có thể giúp được không ít người trong nhóm. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, thần cung lưu có thể vừa mới bắt đầu có chút tác dụng, nhưng thứ nhất ở chung thời gian dài hắn sẽ diễn mệt chết đi được, Tô Lâm muốn thoải mái hài hòa một chút. Thứ hai, theo miêu tả trong tác phẩm, những người này đều là loại trọng tình trọng nghĩa, ít nhất đều là thiếu nợ ngươi nhân tình sẽ trả lại cho ngươi, không cần thiết vì một chút lợi ích giai đoạn trước mà làm như vậy. Còn nữa, ai biết có thể có một ngày đi vào một ít hắn không biết người, hoặc là cùng hắn tình huống kém không nhiều lắm xuyên việc người, bị người vạch trần liền xấu hổ. Tô Lâm Tiêu viêm đi vân Lam Tông đừng dùng Phật lửa giận liên a, nếu không sẽ gây ra một đống phiền toái, họa đến tiêu gia ngươi. Tiêu viêm Nhận được Cảm ơn Tô Ca Bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Gamma đế quốc, tiêu viêm nhìn Tô Lâm nhắc nhở như có điều suy nghĩ. Phiền toái sao, thậm chí còn hại đến tiêu gia. Trong mắt tiêu viêm hiện lên một tia tàn nhẫn, thầm niệm tên Vân Lam Tông. Là chuyện mặt thừa bại lộ sao, bất quá bọn họ không có chứng cớ dĩ nhiên cũng sẽ liên lụy đến tiêu gia ta. Tiêu viêm hiện tại đối với chuyện tương lai mình sẽ trải qua càng thêm tò mò, khẩn cấp muốn từ chỗ Tô Lâm đạt được nội dung vở kịch liên quan. Tiểu viêm tử Dược lão cảm giác hôm nay tiêu viêm có chút không thích hợp, trước ngẫu nhiên thất thần, lại thỉnh thoảng biểu lộ hưng phấn cùng vui vẻ, hiện tại như thế nào lại trầm mặt. Em không sao, senxi Tiêu viêm lắc đầu, trước mắt, quan trọng nhất là ước hẹn ba năm với nạp lan yên nhiên, chỉ là Phật hỏa liên này không thể dùng nữa. Lưng đeo huyền trọng xích, tiêu viêm bật cười. Cho dù không cần Phật hỏa hỏa liên, hắn vẫn có lòng tin đánh bại nạp lan yên nhiên. Bất quá, có thể cho hắn sử dụng Phật hỏa liên. Nạp lan yên nhiên, ngươi quả thật rất xuất sắc. Tô Lâm không nghĩ tới, tuy rằng không thể trực tiếp quét ký ức, nhóm trò chuyện này có thể trực tiếp phục chế tin tức trong máy tính hiện thực, điều này cũng giảm đi không ít chuyện phiền toái. Hơn nữa thật muốn quét ký ức, Tô Lâm ngược lại có chút cố kỵ. Hải Tạc Vương, phàm nhân tu tiên truyện, đấu phá thương khung, già thiên, vận mệnh giáng lâm dạ, truyền tải thành công. Quần viên Tô Lâm đăng tải tác phẩm Hải Tạc Vương, phàm nhân tu tiên truyện đấu phá thương khung già thiên và vận mệnh giáng lâm dạ sau khi tải lên ngược lại có thể biến thành hình thức văn kiện du lịch này điều này còn tương đối hợp lý hàng lập đa tạ diệp phàm cảm ơn việc này ta nợ ngươi một cái nhân tình tiêu viêm im cũng vậy tô lâm dễ nói dễ nói vì bầu không khí hòa hợp trong nhóm cũng là vì vị trí quản lý viên phía sau đổi lại là nhân vật chính phong cách thần côn, không thể thiếu phải nhổ một tầng lông dê. Vẫn là thẳng thắn thành khẩn một chút thì tốt hơn, tế thủy trường lưu, chờ những người này phát triển lên, hắc hắc. Đó gọi là phát triển bền vững. Hơn nữa, công pháp cái gì mọi người quen thuộc về sau khẳng định là có, lúc này vừa mới bắt đầu, hơn nữa hắn đã không thể chờ đợi được muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, soát thành tựu điểm số. Về phần làm như thế nào, tu luyện khẳng định tạm thời không kịp, không thấy những nhân vật chính này động một chút là tu luyện bao nhiêu năm sau, trước mắt cần gì bỏ gần tìm xa chứ. Lộ Phi Vua Hải Tặc Những người vẽ trên tranh này giống tôi. Chính chủ đến rồi. Tô Lâm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói đến dị năng, Hải Tặc thế giới không phải là lựa chọn đầu tiên sao. Nhìn hai đạo cụ trong ba lô hệ thống, vừa rồi Tô Lâm liền có một ý nghĩ không thành thục. Ai nói nhất định phải hiện thánh trước người thế giới của mình chứ? Tô Lâm Lộ phi cậu muốn cứu ngải tư một lần sau. Trên đường đi Tô Lâm cũng đã nghĩ ra phương hướng tiếp theo. Ngải tư Cậu đang nói cái gì vậy ngải tư hắn đã? Lộ phi đang ngừng ăn đừng nhìn ghi chép trò chuyện nhóm đột nhiên ngây ngẩn cả người, đồng tử động đất. Mực nướng khổng lồ và kẹo bông gòn trong tay cũng buông xuống. Dô ba vẫn đang ăn kẹo dẻo, Sauron so và Sans cãi nhau từ xa. Nuốt một ngụm nước bọt, Lộ Phi không thể tin được nhìn phía trước, ở trong mắt người khác, thì là Lộ Phi đột nhiên nhìn chầm chầm không khí ngẩn người. Nói ngắn gọn, ta có thể cho ngươi một lần nữa trở lại hai năm trước, nhưng là trở lại hai năm trước sau, ngươi tất cả hành vi đều không thể thay đổi hiện tại, nếu như ngươi cứu Acer, sẽ chỉ sáng tạo một cái Acer còn sống thế giới, cái kia thế giới có một cái khác ngươi. Tô Lâm trả lời. Tô Lâm nói xong không nói gì nữa, trong nhóm cũng không ai nói gì. Đoán chừng lấy lộ phi đầu óc muốn lý giải đoạn văn này muốn hơi chút chờ một chút. Hết chương này. Chương 3 Phục chế năng lực không có độ thuần thục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Năng lực phục chế không có độ thuần thục che thiên thế giới của dịp phạm khí đỉnh vạn vật mẫu nấu thịt thú, hỗn hợp các loại linh dược dược liệu, mùi thơm nồng đậm bao phủ huyệt động nằm trong bóng tối. Phạm nhân thể chất hơi yếu ớt một chút có thể ngửi một cái mùi vị này cũng sẽ hư không nhận bổ. Không quản hát cẩu và mập mạp muốn đoạt thức ăn, Diệp Phạm chuẩn bị qua một bên xem xét quyển tiểu thuyết lấy hắn làm nhân vật chính này. Che thiên sao? Tên không tệ. Diệp Phạm thì thào tự nói, nhưng nhìn thấy tin tức trong nhóm hắn có chút mất bình tĩnh. Ta có thể cho ngươi trở lại hai năm trước dịp phàm, dịp phàm, người đây là không giả bộ, ngã bài. tiêu viêm, đại lão lại ở bên cạnh ta, có thể xuyên qua quả nhiên không có một cái đơn giản. tà tinh tinh này tà, còn hàng ngày thế giới, cái này thế giới song song xuyên việt giả còn có loại năng lực này. đấu đế trong truyền thuyết có thể nghịch chuyển thời không sao. tiêu viêm đang luyện đang tay rung lên, dược lão còn đang quan sát ra tay hỗ trợ ổn định hỏa diễm bằng không sẽ nổ lò ngưng thần dược lão nhìn đệ tử của mình không biết hôm nay hắn làm sao vậy vâng sư phụ nhưng tiêu viêm vẫn phân ra một phần lực chú ý nhìn nhóm cha đúng là thời gian xuyên qua để cho hắn nho nhỏ này đại đấu sư không có cách nào bình tĩnh đây là hắn có thể tiếp xúc sao hàng lập các hạ có thể nghịch chuyển thời không tô lâm có một kiện dùng một lần pháp bảo đối với ta vô dụng vừa vặn, ta đối với thế giới bọn họ ác ma quả năng lực cảm thấy hứng thú, muốn đi xem. Diệp Phạm nội tâm cảm thán nói, trong đám này giống như cũng không đơn giản nhân vật, trước đó còn đang nói mình xuyên qua đến hàng ngày thế giới bình thường Tô Lâm đột nhiên tự làm ra như vậy cái bảo bối. Anh gọi đó là thế giới hàng ngày. 6. Ai mà không có vài phần bí mật của mình chứ? Lộ Phi. Tôi muốn đi. Xin anh, để tôi cứu Acer một lần đi. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Lâm, Lộ Phi đáp lại trong nhóm. Dù cho không thay đổi được hiện tại, ít nhất để cho hắn cứu vớt một lần Acer, nếu như ở thế giới khác Acer có thể còn sống, đối với hắn mà nói cũng thỏa mãn. Tô Lâm Để tôi chuẩn bị trước một chút. Tô Lâm Toàn thể thành viên các vị có thể cho tôi mượn chút đồ bảo vệ tính mạng mà người bình thường có thể dùng không? Hàng lập nhíu mày, tôi lâm rõ ràng lấy ra chí bảo bực này lại yêu cầu bọn họ một ít đồ vật người thường có thể sử dụng dám đi tới thế giới của đối phương hẳn không phải là kẻ lừa đảo là đang ngụy trang hay là không đúng tôi lâm hiểu rõ bọn họ chỉ sợ tính cách cũng rõ ràng chẳng lẽ hắn thật sự là một người bình thường nhưng coi như là người bình thường cũng sẽ không tùy ý đem loại chí bảo này liền tùy ý lấy ra cho người khác sử dụng đi hắn có nhất định có mục đích gì, huống hồ hắn hẳn là còn có sức mạnh khác. Hơi suy tư, Hàng Lập không có quá nhiều do dự, lấy ra một ít phù triện cùng đan dược, còn có một loại đạn dược ám khí. Vô luận như thế nào, hắn còn nợ người này một cái nhân tình rất lớn, trước thử cùng hắn giao hảo đi. Tiêu viêm cùng Diệp phàm mặc dù có suy tính của mình, nhưng cũng không do dự, chọn lựa một ít người bình thường có thể dùng đồ vật gửi đến trong nhóm nói chuyện phím đều là một ít không sử dụng đấu khí cùng linh lực liền có thể sử dụng vật phẩm còn có đang dược. Trong khi đó, họ cũng thông báo các phương pháp sử dụng liên quan trong nhóm. Một lát sau, Tô Lâm chuẩn bị đầy đủ cầm lấy một tấm vượt qua giới phù. Có thành tựu hay không thì xem sóng này. Nhóm viên Tô Lâm hướng thế giới của người sử dụng xuyên biên giới phù, có cho phép thành lập thông đạo hay không? Đồng ý, từ chối đồng ý. Lộ Phi đột nhiên trống lên, Kiều Ba sợ tới mức ăn bạch tụt viên thiếu chút nữa nghẹn họng. Khủ. Khủ. Kiều Ba quay đầu nhìn Lộ Phi, chỉ thấy thần sắc hắn kích động, nắm chặt hai tay. Lộ Phi. Đám người chung quanh cũng nhao nhao nhìn qua, dù sao hiện tại không ai không biết nhóm mũ rơm. Trước mặt Tô Lâm trong tay đột nhiên xuất hiện một trương mặt trên có khắc tinh mỹ hoa văn cùng không biết văn tự màu trắng bạc phù trang, sau đó, ngắn ngủn một giây không đến, hào quang nở rộ tán đi một cái thâm thúy bắt đầu khởi động không gian lực lượng đại môn xuất hiện ở hai người trước mặt à tô lâm lộ vẻ tươi cười thật đẹp trai sau đó bước vào trong cửa cùng lúc đó trong cửa bên này của tiểu tử mũ rơm bước ra một nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú mặc quần áo thoải mái cùng dép lê sau khi nam tử bước ra cánh cửa kia cũng theo đó biến mất trong góc nhìn ký xuyên biên giới hiển thì cơ hội sử dụng còn có một lần sau khi đạt được đi tới đi lui sẽ biến mất ở nhà quên thay dép không sao cả tô lâm nhìn đôi giày trên chân mình không thèm để ý nói sau đó nhìn chung quanh cửa đột nhiên xuất hiện một cái cửa một người cậu chính là tô lâm sao lộ phi đột nhiên nhảy dựng lên ông lấy tô lâm cảm ơn cậu vô cùng cảm kích bảo vật trân quý như vậy cho ta sử dụng, thật sự rất cảm tạ ngươi. Lộ Phi kích động ông lấy Tô Lâm cảm khái nói cho dù là hắn, cũng biết loại bảo vật này hiếm lạ cỡ nào. Kiều Ba kịp phản ứng gõ sau lưng Lộ Phi, ý bảo Lộ Phi buông Tô Lâm ra. Hắn sắp không thở nổi rồi. À, xin lỗi. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, hô. Tô Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, xuyên qua thế giới khác mới lên sân khấu liền thiếu chút nữa bị tiểu tử mũ rơm cho ghìm đến không còn hơi thở. Ngươi thể chất gì ta thể chất đó a à? Cảm giác xương cốt đều muốn tản ra, người này khí lực thật không phải đắp. Chờ một chút. Lát nữa, tôi thở một hơi. Thật sự có. Của ngươi. Qua hai phút, tôi lâm sửa sang lại quần áo và trạng thái. Bất đắc dĩ nhận lấy ly nước từ tay kiều ba, uống một ngụm chính thức tự giới thiệu một chút tôi tên là tô lâm bạn trong nhóm của cậu tôi là dô ba mặc dù dô ba không biết nhóm bạn là gì ta là mông kỳ dê lộ phi là nam nhân muốn trở thành hải tặc vương lộ phi cầm mũ rơm nói lộ phi phiền ngươi sử dụng năng lực quả cao su cho ta xem tô lâm muốn xác định chính mình thật sự có thể phục chế hải tặc thế giới năng lực nếu như thành công tốt nhất đợi lát nữa liền đi đỉnh lên chiến tranh trợ giúp lộ phi hoàn thành tâm nguyện đồng thời còn có thể thu thập một làn sóng điểm số nếu như phục chế không được vậy cũng chỉ có để cho tiểu tử mũ rơm chính mình đi tuy rằng từ trong nhóm cầm một ít đồ vật nhưng là tô lâm không muốn quá mạo hiểm dựa vào những trang bị trong nhóm ở trong hiện thực cũng có thể trang bị a à không đúng người trước hiển thánh hả như vậy sao lộ phi vương cánh tay từ quầy hàng xa xa cầm một nắm thịt nướng tới muốn ăn không? Trong phút chốc, trong đầu Tô Lâm đột ngột xuất hiện từng giá sách. Một cuốn sách xuất hiện trên kệ. Hình dạng cao su Tô Lâm đi lên trước, cầm quyển sách xuống, mở ra. Tôi dường như hiểu tất cả mọi thứ. Không cách nào dùng ngôn ngữ cẩn thận hình dung ra, khi tên là cao su hình thái thư tịch mở ra một khắc kia, sách vỡ vỡ nát làm điểm sáng, dung nhập Tô Lâm thân thể cùng tinh thần, lý giải cũng học tập được. Xoẹt cánh tay tô lâm chợt duỗi dài như lộ phi cầm một cái kẹo bông gòn từ một quầy hàng khác kiều ba trừng mắt nhìn lão đại kinh hô ai quả cao su ngay cả lộ phi cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn tô lâm năng lực giống tôi chờ một chút tô lâm cảm giác có gì đó không đúng súng lục cao su tô lâm học giả trước kia xem anim ném cánh tay ra lạch cạch cánh tay rơi trên mặt đất không có độ thuần thục. Hết chương này. Chương 4 Trở lại hai năm trước. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Trở lại hai năm trước trong dự liệu, có thể phục chế và lý giải năng lực, thân thể của mình học được sự tồn tại của năng lực, phương thức sử dụng phải tự mình chậm rãi tìm tòi và luyện tập. Dù sao cũng là đạo cụ quà tặng của người mới, có thể phục chế kinh nghiệm sử dụng chiêu số của đối phương thì quá mạnh mẽ bất quá nói như vậy phải ưu tiên xem xét những người có năng lực hệ tự nhiên dù sao bảo vệ tính mạng mới là đạo lý cứng rắn năng lực hiện tại của ta đại khái là ghi chép và tái hiện năng lực của đối phương các ngươi coi ta là năng lực giả của thư quả là được rồi thật mạnh lộ phi và kiều ba hai mắt tỏa sáng này lộ phi hắn là bằng hữu của ngươi sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có năng lực như vậy a à? quá mạnh mẽ đi cái kia gọi là vượt qua giới phùng ngươi coi như cũng đúng. Lộ Phi cũng không biết giải thích như thế nào. Tô Lâm hắn là thế giới khác. Được rồi, Lộ Phi. Tô Lâm nhắc lời Lộ Phi. Nên làm chính sự. À, đúng rồi, chúng ta đi thôi. Trước tiên nói với đồng bạn của anh một tiếng, nếu không tôi mang anh đi bọn họ sẽ lo lắng. Thuận tiện phục chế thêm một ít năng lực là được rồi. Dưới sự triệu tập của Lộ Phi, tất cả mọi người của nhóm Mũ Rơm tập kết, cũng có đám người la, cờ đức tới vây xem. Nói ngắn gọn, chính là như vậy, ta phải quay về hai năm trước. Lộ Phi nói. Thì ra là thế. Cái đầu a. Từ, từ XN chạm. Lộ Phi bị thương nặng trên đầu, không hổ là Nam Mỹ, bạn bè bị thương đầy rồi. Loại đạo cụ này của ngươi có thể cho ta kiến thức một chút không? nicole robin hai tay ông ngực dò hỏi không thành vấn đề một chiếc đồng hồ bấm giờ cũ kỹ xuất hiện trong tay tô lâm sơn trị ngậm điếu thuốc thò đầu tới hơn nữa nếu quả thật thần kỳ như ngươi nói đưa chúng ta cùng nhau trở về không tốt sao đồng cảm yoro nói cũng không phải không thể đưa các ngươi về chỉ là nó có mấy đặc tính tính ưu tiên và tính duy nhất Người được nó gửi trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ sẽ trở thành một với chính mình trong quá khứ và được ưu tiên, bị chi phối bởi ý thức hiện tại của chính mình. Nói cách khác, nếu quay trở lại thời điểm chiến tranh đỉnh cao, là nói ra kết luận. Chúng ta sẽ trở lại vị trí của mình vào thời điểm đó, đúng không? Đúng vậy. Vậy khi trở lại quần đảo Sampan, ô tác phổ đề nghị. Nicole Robin phản bác nói nếu như không bị gấu đánh bay như vậy quá khứ chúng ta trải qua lịch lãm liền hoàn toàn biến mất chúng ta thủy chung không phải cái kia thời không người liền nghĩ vị này tô lâm tiên sinh theo như lời thế giới sẽ đi hướng bất đồng chi lưu mà chúng ta thủy chung là muốn trở về trừ phi các ngươi vứt bỏ thế giới này hết thảy thay thế quá khứ chính mình sống ở một cái khác thế giới song song tô lâm cầm lại đồng hồ quả quyết cười nói đây chính là cái này đồng hồ quả quyết phía sau ẩn chứa cố sự thoát khỏi hiện tại, từ bỏ tương lai và sống trong quá khứ. Nếu như các ngươi nguyện ý ta cũng không sao cả. Lộ Phi kiên định nói. Ta sẽ cứu Acer, sau đó trở lại hiện tại, cùng mọi người tiếp tục mạo hiểm. Tùy ngươi thì tốt rồi, Ha A ta tiếp tục đi ngủ một lát, trở lại gọi ta. Yoro ngáp một cái thoải mái nhàn nhã trở về. Lộ Si, phòng ở bên kia. Sơn Trị cũng rời đi theo. Ta đây về trước, đi thôi, ô thác phổ. Nga Nga Nam Mỹ, ô thác phổ, Phất Lan Kỳ cũng lần lượt đi về các phương hướng khác nhau. Thật sự là một đám bạn tốt. Tô Lâm có chút cảm khái, loại tín nhiệm và hữu nghị này so với truyện tranh và anim càng trực quan hơn. Hi 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 Lộ Phi tự hào cười ra tiếng. Như vậy, Lão Phu và Tô Lâm các hạ cùng nhau trở lại thời kỳ chiến tranh, Lão Phu cũng có thể góp một phần sức năng lực trái cây của ta ngươi cần sao hay là nói trước kia từng có ghi chép rồi còn có ta mỗi người trái cây phiền các ngươi triển lãm một lần đi mời ở trong tầm mắt của ta mang theo ta đi thể nghiệm một lần xuyên qua thời không cũng không tệ hơn nữa ta cũng có một số việc muốn làm la là nói để trao đổi năng lực trái cây của ta ngươi phục chế quá khứ là được rồi ta cũng sẽ giao cho ngươi một ít phương thức sử dụng Năng lực của ta cũng giống nhau, dù sao ngươi cầm qua cũng không có khả năng mạnh như ta." Cơ Đức tự tin nói, "Còn có, ta cũng muốn trở về." Sau khi ghi chép năng lực trái cây, cũng đơn giản học tập trong chốc lát, Cơ Đức, Luffy, La, Thẩm Bình, Tô Lâm năm người cùng nhau cầm đồng hồ bấm giờ. Hãy lắng nghe Luffy và nhớ lại cảnh tượng mà bạn muốn quay trở lại nhất, sau đó bạn nhấn nút trên cùng của đồng hồ bấm giờ và nói thời gian và địa điểm. Hiểu rồi còn một chuyện nữa hả em rất yếu xin hãy bảo vệ em sắc mặt tô lâm không thay đổi nói theo ý mình cứ để trên người lão phu đi nhưng nói đi cũng phải nói lại tô lâm các hạ lúc ấy cũng ở đây sao vấn đề này a à? tô lâm đang muốn giải thích hai năm trước đẩy mạnh thành ngục giam lộ phi lớn tiếng nói tô lâm chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi lạnh và khô với một mùi khó chịu trộn lẫn xung quanh đây là tầng thứ hai của thành phố nhiều tù nhân bị giam ở đây đã được phóng thích gây ra bạo loạn tô lâm đứng giữa dòng tù nhân rất nhiều tù nhân vội vàng chạy qua bên cạnh hắn không phải nói những tù nhân này có tố chất cỡ nào loại tình huống này còn không quên tránh đi hắn để tránh đem hắn đụng trên mặt đất mà là tô lâm trước tiên sử dụng năng lực trái cây của mỗi người biến thành một nam tử to lớn cường tráng những tù phạm này đa số đều là hải tặc bắt nạt kẻ yếu mặc dù trong lòng thầm mắng nam nhân không biết này ở đâu ra còn đang nẫn người nhưng cũng không dám trêu chọc hắn chỉ là không biết gã này lấy quần áo ở đâu nhóm chát giờ phút này là trạng thái màu xám lịch sử trò chuyện dừng lại ở thời khắc xuyên qua thời không trở lại dòng thời gian ban đầu mới có thể sử dụng sao nhưng id của lộ phi vẫn sáng hai mắt tô lâm có chút vô thần thật sự có ngươi, tiểu tử mũ rơm. Tuy rằng cũng có thể đoán được Lộ Phi muốn làm gì, hơn phân nửa là muốn cứu Mr. Hai, nhưng anh có thể cho một thời gian chuẩn bị hay không? Tô Lâm quan sát bốn phía, hơi thở âm lạnh ẩm ướt muốn chui vào trong xương. Mùi hôi thối trên người một đống hải tặc không biết đã bao lâu không tắm rửa làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hiện tại chỉ có mở ruông, liền hắn cái này sức chiến đấu gặp được ma Chen hơn phân nửa đã bị làm nát. Dựa vào mỗi người trái cây năng lực, Tô Lâm rất nhanh tại đám người phía trước vị trí tìm được một cái mũi đỏ, cùng đỉnh đầu một cái ba ngọn nến đầu. Mr. Ba Hoàng phó tương lai của người có năng lực trái cây nến. Bút người có năng lực ăn quả may mắn. Hết chương này. Chương 5 Trên dòng thời gian một chút biến động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 một số thay đổi trong dòng thời gian tôi ở tầng 2, ở cùng với ba cơ và Mr. Ba. Tô Lâm ở giao diện trò chuyện riêng gửi đi một tin nhắn. Ta và Thái Bình lập tức sẽ đến hội hợp. Kế tiếp chính là vô kinh vô hiểm đi theo ba cơ còn có Mr. Ba cùng mũ rơm hội hợp. Tù phạm bị giam giữ số lượng đông đảo, sau khi được thả ra giả thú ngục tốt hoàn toàn không dùng được. Tô Lâm theo đám người di chuyển một bên đi về phía đám người ba cơ một khối pháp khí tự động ẩn nấp và hộ chủ vây quanh bên cạnh. Dựa vào pháp khí này mới sinh ra bình chướng, có mấy tên hải tặc muốn đánh lén cướp quần áo của hắn bị ngăn cản. Sau đó Tô Lâm thoải mái làm cho mấy người không có mắt này hôn mê bất tỉnh, để cho bọn họ tiếp tục đợi ở đẩy mạnh thành xem như trừng phạt thì tốt rồi. Đánh đánh giết giết hắn còn chưa chuẩn bị xong. Mà dèn đâu? Trong lòng Tô Lâm đã đoán được đáp án. Bị ta đánh bay rồi. Lộ Phi tự tin cười nói. Không có gì ngạc nhiên khi Ivankov và Sisson có mặt ở đó. Nhìn Ivankov ánh mắt kia, đoán chừng còn không có từ Luffy mở ra treo tình huống chậm lại, chỉ là nói như vậy, mà gen trái cây liền phục chế không được. Hiện tại đã ghi chép lưu trữ ở đây đại đa số nhân viên đã sử dụng năng lực, cảm tạ lão xa chạy trốn cũng không quên sử dụng năng lực, ít nhất lần này có thể nguyên tố hóa. Nói đi cũng phải nói lại, sách vở lưu trữ không thể tiêu hủy sao? Tinh thần thế giới Tô Lâm buồn tha xé bỏ Ivan năng lực, quên đi, đây cũng không phải nhân yêu năng lực, chỉ là có người dùng nó biến thành nhân yêu, ân, năng lực vô tội, năng lực vô tội. Cái đầu to kia quả thật cay mắt. Cầm lấy trái cây xào sạc tương quan quyển sách kia, tùy thời chuẩn bị mở ra hoán đổi năng lực, vì cái gì hiện tại không dùng. Nói đùa, hắn cũng không muốn thu hút sự chú ý của khắc lạc khắc đạt nhỉ mũ rơm boi, cái này thoạt nhìn có chút kỳ quái boi là bằng hữu của ngươi sao? đúng vậy, anh ấy tên là tô lâm, chính là anh ấy dẫn tôi và chí bình tới đây. ngươi hòa rất bình. ivan các hạ, chuyện này sau hãy nói. tô lâm các hạ, cái này trả lại cho ngươi. thẩm bình vừa chạy vừa đưa qua một cái đồng hồ quả quyết. vừa mới rơi ra thiếu chút nữa rơi, may mắn nhặt được ha ha ha. lộ phi vừa cười vừa nói. Tay Tô Lâm nhận lấy đồng hồ quả quyết trung lên, đột nhiên nghĩ mà sợ. Anh có biết không, không có cái đồng hồ này thì chúng tôi không thể quay về. Thì ra quan trọng như vậy sao? Lộ Phi hai mắt trừng bay, không biết có phải di chứng của quả Nika hay không? Thật bằng trên đầu lưu lại một giọt mồ hôi, không phải bởi vì chạy lâu như vậy mệt mỏi, mà là bị thuyền trưởng nhà mình dọa. Vừa rồi Lộ Phi sử dụng số 4 cũng dùng vũ trang sắc khí phách nhảy lên không trung đánh bay ma Magen vật này cũng từ giữa không trung rơi xuống, nếu không phải mình nhanh tay. Đám người y vạn khoa phu ở một bên thì bị vây trong trạng thái mơ hồ. Mr. Hai Tô Lâm yên lặng đem đồng hồ quả quyết thu vào đạo cụ không gian, lúc này mới đến hải tặc thế giới bao lâu, những này kinh hách so với hắn nửa đời trước gặp phải đều còn muốn nhiều. Mr. Hai Gọi ta sao, phùng khắc lôi xoay tròn đến bên cạnh Tô Lâm. Chúng ta chia làm hai đường, thậm chí đi theo đại bộ đội đi cướp quân hàm, ta còn có lộ phi trợ giúp Mister hai biến thành ma gen đến level một động lực phòng để ngục giam thủ vệ mở ra chính nghĩa chi môn. Tiểu tử ngươi là ai a? À? vừa mới bắt đầu vẫn ở nơi đó, bổn đại gia sao chưa từng thấy qua ngươi? Đầu ba cơ bay tới phía trước nói. Bổn đại gia vì sao phải nghe ngươi chỉ huy? Ba cơ đại nhân cho rằng ý kiến này của ta như thế nào? ất à, ân, ừ, coi như tương đối thông minh, Vậy theo như lời ngươi nói, các ngươi đi mở cái kia cái gì chính nghĩa chi môn. Ba cơ đại bộ phận thân thể hợp thể bay tới giữa không trung. Các tiểu nhân, cùng bổn đại gia đi cướp đoạt Hải quân quân hạm, cùng nhau thoát khỏi nơi này. Vâng. Cứu thế chủ của chúng ta, Bút Kì. Thật là lừa gạt. Trong lòng mọi người nghĩ như thế. Trang Thành Ma Mister hai mang theo Lộ Phi cùng Tô Lâm đến phòng động lực thành công lừa gạt thủ vệ mở ra cánh cửa động lực. Vậy chúng ta mau đi thôi. Lộ Phi vỗ vỗ tay. Chung quanh thủ vệ đã toàn bộ bị đánh ngã ngất đi, Tô Lâm không có trực tiếp tham dự, chỉ là dùng sa bịt mắt cũng phá hư bọn họ mấy liên lạc, phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Khả năng sau đó chuyển thành quả phẫu thuật. run Ba người dựa vào thuấn di kịp thời đuổi kịp quân hạm. Lần này bởi vì không có áp lực của Ma Gen, rất bình thường cũng không để cho Hải Vương quan hệ rất tốt đi tới vùng biển này hỗ trợ, ngược lại giống như du thuyền đi lên, ngay ngắn trật tự xếp hàng lên thuyền. Tiểu Phùng. Sau khi lên tàu Lộ Phi ông Mister hai khóc cười. Làm gì vậy? Lộ Phi, tôi biết cậu rất vui khi thoát được, nhưng cũng không cần như vậy. Đa tạ ngươi, Phùng khắc lôi. Thẩm Bình cũng đặt tay lên vai Mister. Hai trịnh trọng nói một câu nói đi cũng phải nói lại, Tô Lâm các hạ, cũng cảm tạ ngươi đã cho chúng ta cơ hội lần này, hướng đi của lịch sử lần này sẽ thay đổi. Tôi cũng có mục đích của mình, không cần cảm ơn. Tô Lâm cười khoát tay. Thay đổi, đối với những người khác nhau mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu. Mà ở tầng thứ ba phế tích bên trong ma gen động một chút ngón tay. Mũ rơm, hắn như thế nào trở nên mạnh như vậy, khí phách. Khí phách cuốn quanh nắm đấm, cách không chạm vào ta. Trong đống đổ nát, Ma Jen đang dần dần khôi phục đang nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là hắn đang đối chiến với Ivan tiểu tử mũ rơm và thất vũ hải đột nhiên xuất hiện. Khí thế cùng lực lượng, tự như biến thành một người khác. Bị cái loại hình thái này tiểu tử mũ rơm đánh trở tay không kịp, dĩ nhiên ngắn ngủi ngất đi, tên kia là ngay từ đầu đã giấu vụn sao. Không, chắc chắn là không cẩn thận suy nghĩ một chút trước sau biểu hiện của tiểu tử mũ rơm mặc dù có quá nhiều câu đố nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này cảm giác khôi phục không kém nhiều lắm bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi hắn muốn ngăn chặn bọn tội phạm chạy trốn đồng tử ma gen có rụt lại từ trong khe hở phế tích truyền đến cảnh tượng khiến hắn so với bị tiểu tử mũ rơm đánh ngã càng thêm phẫn nộ hi lưu Đoàn người râu đen bị hắn thả ngã ở tầng thứ tư thế nhưng cùng trong coi trường vũ chi hi lưu kết bè kết đảng đồng hành, từ trước mặt phế tích đi ngang qua. Thùng rượu lớn, ác chính vương, chiến hạm khổng lồ và thợ săn huyền nguyệt. Tên trọng ha ha ha. Thật là hỏng bét. Râu đen nhìn phế tích phía trước. Xem ra có người đại chiến với ma gen ở đây. Ba cơ tư hai đấm đối nhau cùng vọng cười nói. Thật muốn đánh một trận với cường giả kia ha ha ha. Bất quá lúc này, chỉ sợ đã sớm bị ma gen giải quyết. Hi Lưu hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói. Thời cơ không tốt, thật muốn tự tay cho quản ngục một, một đao. Đoàn người vừa nói vừa cười, nhàn nhã lững thững hướng Lever hai đường đi đến, không chút nào chú ý tới phía sau phế tích chậm rãi chảy ra tím đen chất lỏng. Hết chương này. Chương 6. Lần nữa trở lại trên đỉnh chiến tranh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6 Lần nữa trở lại trên đỉnh chiến tranh không có gì ngoài ý muốn, lần này chạy ra đẩy mạnh thành có thể nói dùng nhàn nhã để hình dung, dù sao ngục giam trưởng không có truy kích tới, còn lại phòng ngự muốn đột phá quả thực là nhẹ nhàng buông lỏng. Sau khi nghỉ ngơi tiếp tế một thời gian trên tàu chiến hải quân cướp được, chiếc tàu chiến này dựa theo lịch sử quá khứ đi về phía sóng biển khổng lồ do râu trắng chế tạo đưa lên không trung. Thanh trĩ đóng băng theo sau sau đó tốc độ hoa anh đào rơi xuống là 5 cm trên dây. Tô Lâm phiền muộn nhìn chầm chầm bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt thanh tú của anh, khoảnh khắc chim biển bay qua, một giọt nước mắt từ khóe mắt anh chảy xuôi qua gương mặt. Tô Lâm giang rộng hai tay, đây là lần đầu tiên cậu ông bầu trời xanh thẳm như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được biển ông như vậy. Và gia tốc rơi tự do của con người là 9,8 mét trên dây. Thật có lỗi, ta quên một màn này. Thầm Bình ở giữa không trung nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Tô Lâm, ai có thể nghĩ đến Lộ Phi dĩ nhiên lần thứ hai vẫn như cũ dẫn đầu dẫm nát băng lãng. Tôi sẽ vớt anh lên trước, Tô Lâm tiên sinh. Thật Bình ấy nấy nghĩ đến. Mặc dù không phải là ác ma quả năng lực giả, nhưng là Tô Lâm tôi là việc cạn. Đông. Nếu như không phải mỗi người trái cây năng lực cùng cường hóa phù triện, này rơi xuống biển lấy tô lâm thể chất xương cốt đều phải nát thành phấn hắn liền đi vào nến thử một chút hải tặc thế giới hải quân dự trữ lương công phu vừa ra khoan liền cảm nhận được tự do rơi xuống cảm giác gô lung gô lung mũi và lỗ tai thấm nước biển cảm giác thật khó chịu rất bằng phẳng bơi xuống phía dưới người cá karate tô lâm các hạ ngươi lên trước đi lực phản công đến từ phía sau đông Tô Lâm bị đánh bay khỏi mặt biển, xoay hai vòng trên mặt băng. Khụ qua. Một ngụm nước biển phun ra từ miệng, mũi phun ra nước biển kèm theo nước mũi. Nếu như không phải năng lực của những trái cây giải phẫu này hắn còn không quen thuộc, sao có thể chật vật như vậy? Lại nói tiếp, yêu cầu của trái cây phẫu thuật đối với thể lực cũng rất lớn, mỗi lần sử dụng đều cảm giác đang chạy nước rút, lúc trước sử dụng nhiều như vậy còn chưa hồi phục lại ta liền đi vào bổ sung hạ thể lực mà thôi ngươi liền cho ta toàn bộ việc lớn tô lâm dùng chính mình áo sơ mi lau một chút mặt ta nên tu tiên vài năm lại đến là ta quá xem thường hải tặc thế giới không đúng bởi vì quá lâu không có xem anim ta quên mất tên này là ngu ngốc a có thể đánh có thể phòng ngự vật phẩm hắn đều có nhưng là những kia có thể chạy phù triện hoặc là pháp khí bởi vì hắn không có tu luyện cho nên kích hoạt sẽ dựa theo khoảng cách lớn nhất bỏ chạy rời xa chiến trường này cũng không phải là điều hắn muốn. Lắc lắc đầu, đem nước trong lỗ tai quăng ra. Hỏa lực cắt qua không khí sinh ra âm chướng, tiếng vũ khí lạnh giao tiếp từ từ truyền vào bên tai. Gào thét cùng thét chói tai, nhân mã hai phương đang chém giết. Ở hòa bình niên đại sinh tồn đã lâu tô lâm trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, mỗi một giây đều có người ngã xuống, mỗi một giây đều có nhiệt huyết vậy ở trên mặt băng cùng mặt đất lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này tô lâm gian nan nuốt ngụm nước bò miệng khẽ nhếch nhìn chung quanh bốn phía trong đầu năng lực nhắc nhở hắn nơi này chính là trên đỉnh chiến tranh nơi dị năng bất tử điểu đã ghi vào dị năng kim cương biến thân đã ghi vào sương khói dị năng đã ghi vào chấn động thì chấn động tô lâm lập tức mở sách bất tử điểu vô luận là tinh thần cùng thể xác đều thở phào nhẹ nhõm cảm ơn anh tuyển thủ thi đấu đỉnh cao mát cô ngải tư. Ta lại tới cứu ngươi. Mới vừa thả lỏng một chút lại bị tiếng gầm đinh tai nhức ốc này dọa cho căng thẳng. Tô Lâm quay đầu lại nhìn, Lộ Phi đứng ở đầu thuyền quân hạm lớn tiếng hô to, hướng Acer cũng hướng chiến trường này tuyên cáo hắn đã đến. Đến cũng là trở về. Tô Lâm bất đắc dĩ cười nói. Lộ Phi, náo loạn vui vẻ đi. Được rồi, hắn nên tìm một chỗ chèo, còn chưa tới lúc hắn ra sân năng lực làm món chính của trái cây còn chưa xuất hiện, trái cây chấn động, trái cây hèn mọn, trái cây đóng băng, trái dung nham, trái Phật lớn còn có trái cây hắc ám đang trên đường đi. Ngãi Tư Ta lại tới cứu ngươi. Trước bàn sử tử chiến quốc tráng gân xanh nhảy lên, quay đầu hướng một bên cáp mắng. Cáp Lại là ngươi tên khốn kiếp người nhà. Cáp hai tay ông đầu, đứa cháu này tại sao cũng đến đây một hai người đều làm cho người ta quan tâm như vậy thật bình crodan còn có gm quân cán bộ ivankov còn có những cái kia là đẩy mạnh thành vượt ngục bọn tội phạm không ít binh sĩ hải quân nhận ra những thân ảnh nổi danh dẫn đầu phía trước kinh hoảng kêu lên đẩy mạnh thành đã xảy ra chuyện gì trong đó không thiếu người bọn họ tự mình đưa vào vị trí của thất vũ hải những người luôn ở đầu sóng ngọn gió cậu bé mũ rơn hóc chấm e i -e h nhìn Monchi de Luffy từ xa và nhớ lại những gì tóc đỏ đã nói. Nguyệt quan Moria nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này, đối với lộ phi mang đến cho hắn sĩ nhục cùng thất bại, hắn hận không thể hiện tại liền đi lên cùng lộ phi đại chiến một hồi. Đúng rồi, hiện tại tiểu ao cũng ở đây. Ánh trăng, cơn giận dữ của Moria đã chuyển sang một thứ khác, và cái bóng của mũ rơm vẫn còn trong tâm trí hắn. Lộ phi, ngươi bình an vô sự thật tốt quá hải tặc nữ đế hán cúc dung nhan tuyệt mỹ nhùm lên một vệt ha hồng tuy rằng không biết vì sao thế nhưng cảm giác trên người ngươi đã xảy ra biến hóa đây là tình yêu trưởng thành sao càng thêm đẹp trai đa phất lan minh ca nhìn đội hình đối phương cười nói lần này thất vũ hải mới cũ đều đến đông đủ rồi hơn nữa hắn chính là trong truyền thuyết vấn đề người mới mũ rơm tiểu tử sao xích khuyển đứng trên đài cao, ánh mắt trầm thấp, suy nghĩ một số chuyện. Cháu trai của anh hùng Capu, con trai của GM Family Dragon. Cũng phải diệt trừ hắn. Kỳ quái. Khắc lạc khắc boy đâu. Ivan cảm thấy có gì đó không đúng, khắc lạc khắc đạt nhỉ vừa rồi còn đi cùng bọn họ đã không thấy bóng dáng. Ở đó. Ba cơ tinh mắt lập tức liền phát hiện bóng dáng khắc lạc khắc đạt nhỉ, chỉ thấy đối phương bọc cát vàng bay lên không trung, trong nháy mắt liền bay tới phía sau râu bạc. Đáng giận, lại bị hắn nhanh chân đến trước. Ba cơ tiết núi hô to, rõ ràng là nhập vai quá sâu. Không tốt, mục tiêu của hắn là lão tía. Thành viên râu bạc đang ở phía trước râu bạc chiến đấu cùng binh sĩ hải quân hô to. Đã lâu không gặp, râu trắng. Phi tới râu bạc phía sau khắc lạc khắc đạt nhị ánh mắt mang theo sát ý, tay trái kim câu lóe ra hàng quan. Đầu của ngươi, ta liền nhận thật sự là một tên không nhớ được giáo huấn. Râu trắng cũng không quay đầu lại nói, tự hồ căn bản không có đem khắc lạc khắc đạt nhĩ để ở trong lòng. Vèo. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh càng thêm nhanh, từng quyền đánh vào kim câu của khắc lạc khắc đạt nhĩ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khắc lạc khắc đạt nhĩ bay ra không xa miễn cưỡng ổn định thân hình, một kích bất thình lình này cũng không có sát ý. Chỉ để ngăn chặn cuộc tấn công của hắn cậu bé mũ rơm hai tay màu đen tựa như kim loại. Đó là, sắc mặt vũ trang khí phách. Không phải giống như ở A Lạp Ba Tư thản mượn nước để chiến đấu với mình, tên này từ khi nào học được cách sử dụng khí phách. Chật, tên này. Khi đến nơi, thỏa thuận của chúng ta coi như đã hoàn thành. Tại sao anh lại bảo vệ râu trắng? Ngãi tư rất thích đại thúc trâu bạc, ta không cho ngươi ra tay với hắn. Lộ Phi trả lời như đinh đóng cột. Hết chương này. Chương 7 Nghĩ cách cứu viện hành động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Hành động cứu hộ không cho người này tới gần lão tía Thành viên hải tặc trâu bạc lúc này quay về phòng ngự vây quanh cá sấu các khắc lạc khắc đạt nhỉ Đây là em trai ngải tư sao Thân thủ cũng không tệ lắm Thuyền y bất tử điểu mát cô cười nói Cái mũ kia trong đầu bạch hồ tự nhớ lại lời nói lúc đối ẩm với tóc đỏ. Ta đem cánh tay này đánh cược ở thời đại mới rồi. Thời đại mới. Này, tiểu quỷ. Râu trắng từ trên cao nhìn xuống chăm chú lộ phi. Cái mũ kia, rất giống cái mũ trước kia của tóc đỏ a à? Đây là săn xô so ta giữ. Lão tía, mau nhìn, đây là đệ đệ của ta. Râu bạc nhìn chầm chầm lộ phi bóng lưng trong đầu hiện lên sơ cầm một trương lệnh truy nã ở trước mặt hắn khoe khoang cảnh tượng. Khóe miệng lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười. Thì ra là thế, thời đại mới sao? Ngươi đến đây để cứu anh trai ngươi sao? Ngươi biết địch nhân là ai? Giống như ngươi sẽ mất mạng. Lời nói cùng thần thái của trâu bạc đều mang theo một tia áp bách, đại đao đông một tiếng nện trên mặt đất, một cổ gió lốc lấy râu bạc làm trung tâm phát ra. Ivan cùng đám người ba cơ cầm trận lão đại sợ tới mức nói không ra lời, râu bạc bá vương sắc khí phách cho dù cách xa như vậy vẫn áp bách mười phần. Thật phiền a, à, đại thúc. Lộ phi tay phải cầm mũ rơm đội lên đầu, mặc kệ ngươi nói mấy lần, ta cũng vẫn là đáp án kia. Âm âm. Trở thành hải tặc vương người, là ta. Cơn bão đỏ thẩm từ tiểu tử mũ rơm, môn chi dê, Luffy, làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Malinva. Trong nháy mắt tiếp xúc với hai luồng gió lốc này, liền có đại lượng binh sĩ hải quân cùng hải tặc trận trắng mắt ngã trên mặt đất. Bá vương sắc khí phách. Là ai? Đó là người đàn ông râu bạc và đội mũ rơm. Hai cổ khí thế kinh người va chạm ma sát, đó là cụ thể hóa ý chí bá giả. Chiến quốc cắn răng, bắt lấy một bên capo cổ áo dùng sức lay động. Cháu trai của ngươi khi nào học được khí phách? hơn nữa cương nhiên còn là bá vương sắc ngươi để cho hắn làm hải tặc ngươi để cho loại tôn tử tư chất này đi làm hải tặc ngươi tên hỗn đảng. các giờ phút này cũng là mong quyển trạng thái nhất thời không biết như thế nào trả lời chiến quốc lời nói nhưng là sau một khắc tốt không hổ là cháu trai của ta a à, ha 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 gân xanh tráng chiến quốc lộ ra quả thực sắp bị tức điên rồi tạp phổ chiến quốc càng thêm dùng sức lắc lư capu cổ áo capu đầu đều bị lắc ra tàn ảnh nếu như ngươi người này không phải hải quân anh hùng ta nhất định để ngươi tên hỗn đảng này gánh vác các ngươi bộ tộc này trách nhiệm a à? người này là anh hùng hải quân gia sư lại là một đống hỗn độn bá vương sắc khí phách em trai của Acer. đó là chứng minh tư chất vương giả của một người trong trăm vạn người khí phách giống như cha tiểu tử mũ rơm kia bất kể là thành viên của băng hải tặc trâu trắng hay là tù phạm trong thành đều kinh ngạc nhìn về phía lộ phi bởi vì cổ khí phách bá vương này phóng thích trong lúc nhất thời chém dết cùng tranh chấp trên chiến trường lâm vào tạm dừng ngắn ngủi hải quân cũng rất ngạc nhiên tiểu tử mũ rơm tư ma cách ngậm điếu thuốc thuận tay đánh ngã một tên hải tặc muốn đánh lén khó có thể tin nhìn về phía bên kia quả nhiên khi đó không bắt được hắn để lại tai họa ngầm sao? Lộ Phi, quả nhiên không hổ là người thiếp yêu cả thể xác lẫn tinh thần, người đã nắm giữ Bá Vương sắc rồi. A, à, thật là một tốc độ đáng kinh ngạc. Thuy ai hang cốc bưng đầy đỏ ứng mặt nhìn về phía Lộ Phi, trong lòng tràn đầy vui mừng, chính mình yêu mến nam nhân dĩ nhiên xuất sắc như thế, thật là đáng sợ, tiểu tử mũ rơm. Hoàng viên vẫn lười biến, không biết trong lời nói có ý gì cháu trai của Capu Anh Hùng, con trai của nhà cách mạng rồng. Chó đỏ quyết tâm xóa bỏ mối đe dọa của cậu bé mũ rơm ở Malinva. Thanh trĩ trầm mặt không nói, chỉ lặng lẽ chiến đấu. Bá vương sắc khí phách va chạm. Không phải cũng giống như lần trước tóc đỏ sao? Đoàn viên hải tặc trâu bạc nhớ tới trận náo động lần trước tóc đỏ đến. Râu trắng bất ngờ nhíu mày, áo khoác phía sau bị lộ phi dẫn phát không khí thổi phát ra tiếng vang. Thú vị! Tiểu tử mũ rơm truyền đến chính là. Mùi của quái vật bất quá, chỉ vài giây ngắn ngủi qua đi, hai người đều thu liễm khí phách của bản thân. Hừ, tùy ngươi đi, tiểu quỷ. Râu trắng cười nói. Đừng chết trên chiến trường. Hi, sờ để ta cứu ra. Lộ phi đè thấp vành nón, xoay người phóng về phía đài hình sự. Chờ tôi với, sờ Chiến quốc, chuyện này phát triển cũng không phải ngươi có thể khống chế được cho ta thấy thời đại mới trong miệng ngươi đi, tóc đỏ. Râu trắng cảm giác có chút ý tứ. Tất cả mọi người. Điểm trợ em trai Acer. Hải tặc lập tức phấn chấn hẳn lên. Làm tốt lắm, em trai của Acer. Xem thường ngươi rồi, tiểu tử mũ rơm. Chính mình một phương nhiều ra một cái sử dụng bá vương sắc khí phách thành viên, hơn nữa vừa rồi bá vương sắc đối đụng giết chết không ít hải quân binh lính. Mà băng hải tặc trâu bạc bên này, cho dù có tổn thất vậy cũng không nhiều lắm cũng rất nhanh có thể tỉnh lại mọi người đã sớm quen với cuộc sống bị bá vương sắc khí phách chấn nhiếp. dù sao có lúc mở yến hội lão tía uống vui vẻ hoặc là uống nhiều thường thường sẽ tới một lần mà trong số tù nhân vượt ngục cũng có không ít người không ngã xuống đều là những người có tố chất tương đối tốt ngăn hắn lại phía hải quân bắt đầu tập hợp nhân sự và tái triển khai và bây giờ mối đe dọa cao hơn là mũ rơm kiếp mà tô lâm bên kia tô lâm các hạ lát nữa ngài đứng gần ta tô lâm nghe thấy có người đang gọi anh quay đầu lại nhìn là rất bình tĩnh không cần đi giúp thuyền trưởng các ngươi sao thuyền trưởng của chúng ta hôm nay đã rất mạnh tuy rằng đồng thời đối mặt với hải quân nhiều chiến lực cao cấp như vậy ngay cả tứ hoàng cũng sẽ cố hết sức nhưng ta tin tưởng hắn thẩm binh lắc đầu phủ định huống hồ ta cũng đã đáp ứng ngài an nguy của ngài mới là nhiệm vụ hàng đầu hiện tại của ta. Nhận thấy thần sắc Tô Lâm có chút khẩn trương, bình tĩnh khuyên nhủ. Hay là Tô Lâm các hạ ra phía sau nghỉ ngơi một lát đi. Thậm chí trước khi đến đã nhìn ra, Tô Lâm cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, trên người cũng không có dấu vết rèn luyện, thậm chí có thể chưa từng làm việc thể lực gì, hoạt động thể lực trên ý nghĩa thế giới hải tặc, thể chất có thể còn không theo kịp một ít người bình thường. Là một người từng trải, rất bình thường cảm thụ được nam nhân quen biết Lộ Phi cũng đột nhiên xuất hiện này không có ý xấu gì, trên bản chất mà nói, là một người tốt. Nhớ tới năng lực trái cây của Tô Lâm là phục chế, rất bình thường suy đoán hắn đến thời kỳ chiến tranh đỉnh cao của Mã Lâm Phạm Đa, mục đích chủ yếu chỉ sợ là vì thu thập năng lực. Thế nhưng dù là như thế, thậm chí đối với nam nhân trước mắt này thập phần cảm tạ. Không sao. Tô Lâm khoát tay. Cậu đi giúp Lộ Phi đi, Bên tôi không có vấn đề gì. Không thành vấn đề sao? Thái Bình có chút chần chờ, trước khi đến anh đã đồng ý bảo vệ an toàn cho Tô Lâm. Hiện tại đã không còn quan hệ. Tô Lâm chỉ chỉ phía trước. Bên kia có một thân ảnh ở giữa không trung lóng lánh quang mang, là Hoàng Viên. Tô Lâm còn chưa dứt lời, người đã hóa thành quang tạo thành hạt xuất hiện ở một bên khác. Đã như vậy, ta đây liền lên, Tô Lâm các hạ, xin hãy cẩn thận loại năng lực này cũng rất thái quá. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên đầu. Hết chương này. Chương 8 Quan chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Quan chiến năng lực khí phách có tác dụng khắc chế đối với người có năng lực quả ác ma, nhất định không nên xung đột với mấy vị chiến lực chủ yếu của hải quân. Lúc trước thật bình thường không tin có như vậy thái quá trái cây năng lực, nhưng mắt thấy mới là thật, muốn cho loại này trái cây năng lực tiếp tục tiến hóa xuống dưới vùng biển rộng này khả năng muốn nhiều ra một cái mới vương giả ừ không thành vấn đề dặn dò hai câu dưới sự đồng ý của tô lâm rất bình thản lao về phía trước tuy nói đối với lộ phi hiện tại có lòng tin nhưng so với chứng kiến hắn cũng rất muốn tham dự chiến đấu lần nữa bù đắp tiếc núi không thể cứu bạch hồ tử cùng ngải tư mặc dù nói như thế mồ hôi to bằng hạt đậu tương xuất hiện trên trán rất bằng phẳng Đợi lát nữa, nếu ngay cả năng lực của lão Tí Râu Bạc cũng phục chế thì không có nhiều người hạn chế lão đâu. Thật bình tĩnh trong lòng nghĩ như thế. Chỉ là hắn đương nhiên không biết những năng lực này của Tô Lâm cũng chỉ có thời gian sử dụng 24 giờ. Nhiệm vụ hiện tại của Tô Lâm chính là một bên OB thu thập trái cây năng lực dự bị, một bên cẩn thận từng ly từng tí dưới tình huống không khiến cho người khác chú ý, thuần thục một chút năng lực trái cây lấp lánh năng lực liên quan đến trái cây lấp lánh được ghi lại với tư cách là dị năng, có sự khác biệt với người có năng lực trái cây chân chính. Tô Lâm tạm thời không có ý định sử dụng năng lực khác, luận về tốc độ chạy trốn, vẫn là năng lực của quả lấp lánh này tốt nhất a. À? Hả? Hệ thống phía trên nguyên bản là không hiển thánh điểm số, lúc này tăng lên. Tôi còn chưa làm gì đâu, sao lại thế này? Trên quảng trường của quần đảo Sampan nhiều phóng viên đang ăn dưa nóng bỏng tổng bộ nơi này là quần đảo hương ba địa có tin tức lớn tiểu tử mũ rơm mang theo tù phạm của đẩy thành đi lên malifando mười ngày trước còn ở chỗ này đánh bay tiểu tử mũ rơm của thiên long nhân sao cùng xuất hiện còn có cán bộ của quân đội cách mạng bị bắt đến ivankov người đã đẩy mạnh thành phố nhiều năm cựu vương hạ thất vũ hải hiệp rất bình tĩnh các phóng viên tòa soạn báo trò chuyện sôi nổi tình huống thế cục thay đổi bất ngờ, loại yếu tố ngoài ý muốn này luôn hấp dẫn ánh mắt người xem. Chính phủ thế giới đang đau đầu. Không, không có ấn tượng. Chỉ thấy trong đông đảo màn hình TV, một màn hình trong đó truyền đến hình ảnh hiện trường giám thị trùng kéo vào, thật bình thường không có xúc động đi cứu ngải tư, mà là ở phía sau cùng một người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái bắt chuyện. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác người này cùng phiến chiến trường này không hợp nhau không có tên này trong danh sách truy nã quan trọng của hải tặc và quân cách mạng. Có quan hệ gì với cái gì? Thoạt nhìn cũng không phải tù nhân. Đang lúc các phóng viên có chút nghi hoặc nhưng chuẩn bị đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường chính diện. Biến thành ánh sáng. XN bởi vì tiểu tử mũ rơm đột nhiên tạo thành xôn sao, chiến lược khắp nơi đều đã xảy ra biến hóa không giống nhau. Hải quân một phương đại bộ đội chủ yếu vẫn là đang cùng Bạch Hồ Tử Hải tặc đoàn chém giết, nhưng là cũng phân ra tương đối một bộ phận binh lực đi đối phó tiểu tử mũ rơm cùng đồng bọn của hắn. Tư ma cách, đề na, hoàng viên những tinh anh hải quân thậm chí thượng tận sức chiến đấu cảm thấy hứng thú với tiểu tử mũ rơm, đã tự phát đi về phía tiểu tử mũ rơm. Tất nhiên, cũng có một số nhân vật không rõ. Tránh ra, tránh ra. Lộ phi vung hai tay đánh bay binh sĩ hải quân chặn đường phía trước. Vũ trang sắc khí phách cộng thêm cao su quả năng lực dễ dàng liền đánh bay một nhóm lớn người. Hải tặc, tiểu tử mũ rơm, dừng ở đây. Trung tướng Du Thử dẫn theo một nhóm binh lính bất tri bất giác bao vây tiểu tử mũ rơm. Bên kia, Tina và Smok cũng ở bên ngoài chuẩn bị ứng phó với bất cứ tình huống nào. Ivan cóp một cái mị nhãn đánh bay một cái hải quân, chú ý một chút lộ phi bên kia tình huống. Sau đó chọn tiếp tục giảm lực lượng địch xung quanh. Nói đùa cái gì, lộ phi một quyền đánh bay ma Gen có thể không cần hắn hỗ trợ cũng không biết trên người lộ phi đã xảy ra biến hóa gì nhưng nói tóm lại không phải chuyện xấu trước mắt quan trọng nhất chính là người trước mắt này uy hùng là ta a à, ta là ivan kop âm âm một tia laser bay qua đầu ivan nếu không phải hắn tránh né kịp thời đã bị trúng mục tiêu gấu ơi dừng lại phu 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 Dofilimo ngồi trên ngọn núi nhỏ do hải tặc xếp thành, thấy vậy liền hưng trí. Vô dụng thôi, con gấu mà cậu quen biết kia đã không còn ở đây nữa, nó đã được cải tạo cơ thể. Ý anh là sao? Ivan Kopp hỏi. Cao su cao su. Trong đám người phía trước truyền đến tiếng gầm của Lộ Phi. Con dấu. Chuột bay là trung tướng hải quân lâu đời, gần như đã tu luyện thể thuật và kiếm thuật của mình đến cực hạn của mình càng thuần thuộc nắm giữ lục thức hải quân cùng vũ trang sắc khí phách sử dụng. Cạo râu Ngay khi chuột bay và binh lính xung quanh phát động công kích cùng một lúc, lộ phi phát động kiến văn sắc khí phách. Tất cả vị trí đao kiếm chém xuống xuất hiện trong đầu, xoay người, sắc mặt bá vương cuốn quanh. Cao su cao su. Con dấu. Kinh nghiệm chiến đấu quanh năm suốt tháng làm cho thân thể của du thử cảm giác được uy hiếp trước một bước. Nguy hiểm không thể lực địch. Khối sắt Trong nháy mắt du thử triển khai khối sắt, đào trong tay trắng ở phía trước. Băng Bá vương sắc khí phách cường đại cuốn quanh chân phải, một cước đá ra. Lực lượng cực lớn từ trên người truyền đến, kèm theo thanh âm vũ khí vỡ vụn. Loãng xoảng một tiếng vang thật lớn. Trung tướng lâu đời Sugar thử giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trong đám người lính hải quân phía trước bốn phía chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Trong im lặng cốc cốc. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nuốt của những người lính hải quân. Người nhìn thấy một màn này, vô luận là tư ma cách hay là đề na thậm chí là các trung tướng khác, còn có hoàng viên vây xem, đều một lần nữa lâm vào trong trung động. Trung tướng du thử. Trung tướng một chiêu đã bị đánh tới. Mau đưa trung tướng về hậu phương trị liệu. Nhanh. Binh sĩ hải quân sau khi xem xét thương thế của trung tướng Du Thử liền la to. Đây chính là trung tướng A. Ta không tin, loại chuyện này. Tiểu tử mũ rơm. Sơ mốc nhảy ra trước, hóa thân thành khói thuốc cuốn quanh và dùng vũ khí đá hải lâu chém về phía mũ rơm lộ phi. Xin lỗi, anh chàng hút thuốc. Đồng dạng, lại là một quyền, khói mù che khuất tầm mắt mọi người tản đi. Sơ mau bay ngược ra ngoài ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nháo. Đột nhiên, toàn bộ cảm xúc chiến trường lại bị kích thích. Nói đùa cái gì? Em trai ngải tư thật mạnh a à? Này này, thật hay giả? Vô luận là hải quân một phương hay là hải tặc đoàn râu trắng cùng mọi người trong thành đều là ánh mắt không dám tin, cơ hồ ánh mắt đều sắp nhô ra. Thế nhưng, người có sức chiến đấu đứng đầu khắp nơi lại nhìn ra manh mối trong đó. Bá vương sắc khí phách cuốn quanh râu bà cười nói. Khổ la la, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là đáng sợ. Sát ý trong mắt xích khuyển càng sâu. Ây sơ kinh ngạc nói không ra lời, lộ phi tại thời điểm hắn không biết lại biến mạnh như vậy. Chiến quốc không thể nhìn được nửa một quyền đánh tới trên đầu cát. Là ngươi sao? Là ngươi người này dạy hắn sao? Nhất định là ngươi tên hỗn đảng này vụng trộm dậy đi. Ta không phải ta không có. Cáp đột nhiên trúng một cái, đau đến nước mắt đều đi ra có chút vô tội nói. Ta cũng không có dạy qua hắn những thứ này a. À. Hết chương này. Chương 9 Diễn vượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Diễn viên tiểu tử mũ rơm phía trước đang bày ra tư thế vô song. Đôi mắt ưng co lại, lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Tiểu tử mũ rơm, ngươi quả nhiên không giống người thường. Ưng nhãn, còn nhớ rõ chúng ta không? Hát đau xuất khiếu sau lưng tùy ý đánh bay hai nhân yêu kiếm hào bức bức cằn nhằn. Hoàn toàn không có ấn tượng. Dover Minh ca tùy ý cười to, phản phất thấy được chuyện vui. Siêu cấp vấn đề người mới, có ý tứ có ý tứ. Dừng lại, tiểu tử mũ rơm. Cảm xúc khắp nơi không nhất thời, chắn trước mặt Lộ Phi là đại tướng Hoàng Viên. Hoàng Viên biểu môi, ngữ khí tản mạn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Lộ Phi thiên long nhân vì chuyện của ngươi mà mỗi ngày đều tới tìm ta gây sự không ngờ mới vài ngày đã trưởng thành đến nước này rồi không thể để mặt ngươi tiếp tục chân phải nâng lên ánh sáng chói mắt lóe lên đại tướng hoàng viên ra tay nằm vùng ra tay rồi ổn rồi phương Sa tô lâm đang ở một bên tại chung quanh ob một bên dạo hệ thống cửa hàng dựa theo dự định trước kia mà nói một trăm điểm đều có thể đổi nội công tâm pháp tu luyện đến tiên thiên viên mãn tốt nhất mấy loại võ công cũng liền 500 điểm trong vòng giá cả. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc đổi những thứ này. Mua hàng có thể học loạt giá bán. 190 điểm linh thiên lượng nhân hình sinh vật cận chiến giá bán 100 hiển thánh điểm. Từ không bắt đầu đương bất tử điểu giá bán 170 hiển thánh điểm. Những thứ này ngược lại có chút tác dụng, phối hợp với năng lực nguyên tố hệ tự nhiên còn có năng lực ảo tưởng có thể phát huy hiệu quả không tệ nhưng trường kỳ mà xem thuộc về có chút gân gà nếu tính giá cao tạm thời mua không nổi thì không bằng xem cuộc chiến không cần phải vội vã đi xuống đánh đánh dết dết hắn cũng không phải hải tặc của thế giới này xét đến cùng ngoại trừ thiên long nhân và ngũ lão tinh sau lưng hải quân làm cho người ta không vui tranh đấu giữa hải quân và hải tặc hắn vẫn không can thiệp cho thỏa đáng trong hải tặc có người tốt có người ác trong hải quân cũng vậy liền vì thế giới khách qua đường mà nói song phương tam quan đều ở vào không giống nhau tiêu chuẩn mặt trên hắn nguyện ý trợ giúp lộ phi đám người trở lại hai năm trước bổ khuyết tiết núi không có nghĩa là hắn liền muốn kết cục đứng ở hải tặc bên này sinh mệnh là trân quý hắn không có lý do gì dựa vào lực lượng vừa mới có được tay mà tùy ý tước đoạt sinh mệnh của người khác đúng là vẫn phải dựa vào lộ phi chính mình mới được hơn nữa mục tiêu của hắn là mượn cơ hội này, trực tiếp vượt qua tân thủ kỳ, ở thế giới này kiếm một đợt lớn. Hai kiện đạo cụ phúc lợi của tân thủ hậu kỳ có giá trị rất lớn đã bị hắn đưa vào. Mũ rơm lộ phi tung người nhảy lên, nhảy lên độ cao 10 mét. Ngu xuẩn quá, ba lỗ tác lợi nặc cũng chậm rãi nhất chân lên. Lần này ngươi trốn không thoát đâu. Hoàng viên nhìn lộ phi đem mình trở thành biên ngắm nhảy ở giữa không trung, nghĩ thầm cháu trai trung tướng Capo này thật đúng là một tên ngốc. Hải quân bắt hải tặc là chức trách, hắn công kích Lộ Phi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng trong lòng Hoàng Viên hiểu rõ, nếu như ở chỗ này giết chết tiểu tử mũ rơm này, Cáp nói không chừng sẽ làm phản ngay tại chỗ. Cháu nuôi ngồi sổng trên đài xử hình, nếu cháu ruột cũng bị gãy ở đây thì nguyên soái chiến quốc cũng không giữ được nó. Nói không chừng đến lúc đó tam đại tướng cùng nhau ngăn cản nổi giận cát bên kia như hổ rình mồi râu bạc liền không ai có thể ngăn cản bởi vậy tiểu tử mũ râm tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề những người lính hải quân xung quanh đều được truyền cảm hứng đại tướng ra tay rồi tiểu tử mũ râm lần này chạy không thoát xử lý hắn vẫn còn quá trẻ nha các chàng trai ý niệm trong lòng hoàng viên quay cuồng đương nhiên ẩn tình sau lưng các ngươi vẫn không biết cho thỏa đáng Râu Bạc nói không chừng là biết cái gì, mới để cho tiểu tử Mũ Rơm xung phong, nhưng cũng không thể mặc kệ. Hoàng Viên quyết định để cho tiểu tử Mũ Rơm mất đi sức chiến đấu, sau đó tùy tiện đánh tới khu vực an toàn cho hắn. Cũng không thể nói lão phu không lên đường a, Capo tiên sinh mắt thấy Hoàng Viên sắp ra tay, các đội trưởng của băng Hải Tặc Trâu Bạc đều muốn xuất lực trợ giúp. Ngay cả Ivan cũng không khỏi có chút lo lắng. Không sao, để cho bọn hắn nhìn xem đi. Thậm bình hai tay khoanh ở trước ngực, tin tưởng mười phần. Chúng ta thuyền trưởng thực lực. Ivan cốc tóc to phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói thuyền trưởng? Tránh ra cho ta, hoàng viên. Tôi cự tuyệt. Không giống với chiêu thức đối phó với chuột bay và sơ mau. Cao su cao su. Cự nhân tộc nắm tay mang theo hỏa diễm, cuốn quanh bá vương sắc khí phách, từ trên trời giáng xuống phản phất như thiên thạch da tóc mà ra. Súng nghiệp hỏa. Trong nháy mắt, trong biểu tình sợ ngay người của mọi người. Đã đến trước mặt hoàng viên. A à đù, hoàng viên biểu môi, ánh mắt tản mạn có chút trì trệ. Âm âm. Âm âm. Nương theo tiếng nổ kịch liệt sau đó là một lần yên tĩnh. Hoàng viên dưới một kích này, bị đánh bay đập thủng tường đá phía sau đài xử hình, hơn nữa còn chưa dừng lại, vẫn có tiếng âm âm truyền đến. Dưới đóng đổ nát. Tay trái hoàng viên từ trong quần cầm lấy một con sâu điện thoại màu đen, mặc dù trong nháy mắt bị đánh trúng nguyên tố hóa. Thật đáng sợ à, tiểu tử mũ rơm. Một luồng máu chảy xuống từ đầu. Chiến quốc tiên sinh, có nghe thấy không, mốt sờ mốt sờ. a, à, hình như cầm nhầm điện thoại rồi. Vậy thì hết cách rồi. Hoàng viên đứng lên, phủi bụi. Chậm rãi đi trở về thôi. Hoàn toàn khác với lúc gặp mặt ở quần đảo Hương Ba. Một người có thể trưởng thành nhanh như vậy sao? Khí phách sử dụng, bá vương sắc cuốn quanh sự tản mạng trên mặt hoàng viên chậm rãi từ trong phế tích đi ra đã biến mất không thấy. Tự hồ đang nhớ lại lộ phi cách đây không lâu. Nguyên soái chiến quốc Sakaki, các ngươi phải xử lý biến số này thế nào đây? Sau khi trở về hãy nghiêm túc làm việc. Siêu tân tinh, thật sự là đáng sợ nha. Hoàng viên bị. Mạc nói hải quân, tất cả mọi người không dám tin mở to hai mắt, bọn họ đã quên đây là hôm nay mấy lần như vậy. Không, lúc này đây kinh ngạc so với lúc trước còn khoa trương hơn nhiều. Khổ ha ha ha. Tiếng cười lớn bừa bãi của râu bạc dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi trên chiến trường. Hắn rất bất ngờ, nhưng giờ phút này lại vô cùng vui vẻ. Đây chính là đại tướng A, nước mắt cùng nước mũi của khắc bỉ bên ngoài tường vây đều bị khiếp sợ chảy xuống bối lỗ mai bá ta không xuất hiện ảo giác chứ khắc bỉ ở sau tường run rẩy nói bối lỗ mai bá khắc bỉ quay đầu nhìn lại bạn tốt bên cạnh đã ngất đi ngẩng đầu nhìn lên trời hoàng viên đại tướng ông poi rốt ạ à. đại tướng đại tướng đại tướng bị tiểu tử mũ rơm đánh bay rồi cùng trâu bạc ngược lại là hải quân một phương vừa rồi nhiệt huyết sôi trào bởi vì mũ rơm tiểu tử kia một kích giống như là bị tưới nước lạnh. Khí thế dân trào của hải quân vừa rồi đã bị cản trở. Hết chương này. Chương 10 Đỏ chó rất mệt mỏi, tăng thêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Xích khuyển mệt chết đi được chiến quốc lau mồ hôi lạnh trên đầu, thần sắc ngưng trọng nhìn hơi nước lượng lờ như mây lạnh ở giữa quảng trường, hoàn toàn hóa thành tiêu điểm chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong 10 ngày biến mất này. Căn bản không thể chống lại biểu hiện tình báo. Báo cáo liên quan đến quần đảo Sampan 10 ngày trước hắn đã xem qua, nếu không phải gấu gì thường, chỉ sợ đám tiểu tử mũ rơm đã bị hải quân bắt giam rồi. Cho dù có gấu trợ giúp, tiểu tử mũ rơm bọn họ một cái hải tặc đoàn người cộng lại, thực lực phương diện, tả hữu cũng bất quá là một đám có chút vướng bận hải tặc, không có khả năng ở trong tay đại tướng kiên trì lâu như vậy hắn nhìn thấy báo cáo lúc liền đoán được là hoàng viên lão du tử này không muốn đắc tội tạp bố thả nước ngay cả chiến quốc cũng ngậm cho phép chuyện này xảy ra nếu hai đứa cháu của ông đều bị chặt đầu ông thực sự không cảm thấy cap sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi công lý và nghĩa vụ của hải quân chính là bởi vì hiểu rõ vị lão bằng hữu này của mình hắn mới không truy cứu hoàng viên lần trước đi xử lý sự kiện thiên long nhân bị đánh vì sao không bắt được người hiện tại thiếu chút nữa là nhảy nhót trên ranh giới cuối cùng của các. Nhưng sự tình cũng phải tách ra mà nói. Cục diện hiện tại, ngay cả thân là trí năng hải quân hắn cũng cảm thấy kịch tính hoang đường. Lộ Phi Các cùng Acer đều là vẻ mặt kinh ngạc trong mắt há hốc mồm lão đại, nếu như nói lúc trước Lộ Phi biểu hiện là làm người ta kinh ngạc, vậy bây giờ thì là thuộc về cầm đều sắp bị dọa trên mặt đất. Này này này, không phải chứ, người mới. Nụ cười của DoFilimo, người luôn giữ mọi thứ trên khuôn mặt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, đã biến mất, vẻ mặt nặng nề. Điều này có nghĩa là hành động của hắn có thể xuất hiện biến số. Mà thu hoạch bóng dáng ánh trăng Moria chứng kiến vừa rồi cái kia một màn sau màn, dọa đắc thủ trên kéo đều ngừng lại. Hắn bây giờ còn muốn đi tìm Mũ Rơm báo thù sao? Huy Hàn Cốc vẻ mặt tươi cười, hai mắt tràn đầy tình yêu mà ra, ôn nhung nhìn về phía lộ phi bên kia. Sơ tiên sinh, Mũ Rơm đã có thể đánh bay đại tướng rồi. Khiên móc còn đang hôn mê, đã két thì thào tự nói. Cho nên hình như Smoke tiên sinh bị một chiêu đưa tới cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Chỉ có Sơ là không thể chấp nhận được. Mà các phóng viên ăn dưa bên ngoài sân khấu cùng hải tặc xem truyền hình trực tiếp trong nháy mắt kinh ngạc, tầm mắt đang sen, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, đồ chơi này cũng giống như chúng ta gọi là siêu tân tinh. Tôi Lâm lắc đầu, nếu như hắn cùng lộ phi nhân vật trao đổi, này một đợt điểm số có thể muốn kiếm đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc. Quái tăng Uki rót một chén rượu. Mông kỳ dê, Luffy, rõ ràng 10 ngày trước còn bị vượng vàng đánh không ra tay như chúng ta. Joel Pony lau nước mắt, bước ra khỏi cảm xúc vừa mới nhìn thấy hình dáng của con gấu, chính thức hóa cảm xúc thành thèm ăn trong miệng, nhìn thấy cảnh này thịt trong tay đều rơi trên bàn. Thật vớ vẩn mà cơ đức ở hải vực nào đó đang dại ra nhìn chằm chằm màn hình thảo mũ tiểu tử xích khuyển trống giận vang khắp toàn bộ quảng trường tất cả mọi người cảm nhận được trong tâm tình xích khuyển kia giống như núi lửa phun trào phẫn nộ nắm đấm hóa thành dung nham thiêu đốt hướng đường bay tới loãng xoảng xích khuyển bị mã nhĩ khoa một cước ngăn lại trên tay phải thiêu đốt để lại một dấu móng vuốt của ngọn lửa màu xanh Marco. Làm tốt lắm. Em trai Acer. Marco cười nói. Đi đi, nơi này giao cho chúng ta. Trong thời gian mọi người kinh ngạc, Marco dựa vào năng lực trái cây của mình mang đến quyền khống chế trên không, thoải mái đột nhập chiến trường. Marco nhìn về phía xích khuyển thần sắc âm trầm. Xem ra hiện tại thế cục nghịch chuyển rồi, táo bạo khi dễ người mới cũng không tốt đâu. Ngươi nói đúng không, xích khuyển? Đáp lại hắn là khí phách còn có dung nham nóng rực. Này! Marco cười nhạo một tiếng, bình tĩnh hóa ra hai cánh lam diễm, tránh né công kích. Chiến quốc cao may. Ba lỗ tác lợi nặc bị đánh bay còn chưa trở về, một quyền kia của lộ phi rất lợi hại, bất quá nếu muốn giết chết ba lỗ tác lợi nặc là không có khả năng. Tên kia sẽ không phải tan ca sớm chứ? Không, Poruson thường lười biến. Nhưng những dịch quan trọng như thế này là biết trọng lượng nhẹ. Nhìn sâu điện thoại trong tay chiến quốc không có cách nào liên lạc được với hoàng viên, cáp có chút bất đắc dĩ. Đã sớm nói hắn nên về hưu, hiện tại sầu đến tóc đều bạc, còn mỗi ngày nhụm đầu, chật chật. Lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của chiến quốc nhìn chăm chú, sống lưng phát lạnh. Ngươi nhìn lão phu như vậy làm gì? Cáp quay đầu làm bộ ngay ngốc bịt lỗ mũi. Lão phu đã lâu không gặp lộ phi rồi chiến quốc quay đầu không nhiều lời nữa trên thực tế hắn cũng rõ ràng capo không có khả năng có thời gian cũng có lẽ sẽ không ở chuyện lần này trên nguyên tắc trợ giúp hắn một cái khác cháu trai hiện tại có một gã đại tướng không thể liên lạc hai gã đại tướng bị kiềm chế không thể bước ra hả khổ tích ngươi đang làm gì vậy đừng dây dưa với đám hải tặc bình thường kia hiểu rồi hai chân thanh trĩ phát ra hàng khí đóng băng hải tặc sau đó xông về phía bạch hồ tử. Này! Khố tán, anh làm gì vậy? Chiến quốc nhìn không đúng, anh không có ý này. Mục tiêu của hắn là lão tía, ngăn hắn lại, hải tặc của đoàn hải tặc trâu bạc rối rít trắng ở trên đường. Giao cho ta. Kim cương giót giờ phát ra tốc độ không phù hợp với hình thể của hắn, một quyền đánh nát thanh trĩ. Sau đó, một đống hàng băng lại một lần nữa tụ tập biến thành thanh trĩ nguyên tố hóa nguy rồi chiến quốc tiên sinh trên đầu thanh trĩ lưu lại một vệt máu bất đắc dĩ nói ta là bảo ngươi đi ngăn cản tiểu tử mũ rơm a à, chiến quốc phát điên hô ngươi cùng hoàng viên đang làm cái gì vậy tiểu tử mũ rơm lộ phi phía trước cũng không phải là không có địch nhân ngăn cản cho dù lộ phi thể hiện ra thực lực hung hãn các binh sĩ hải quân vẫn cố lấy dũng khí lao về phía lộ phi chỉ là cho dù là có chuẩn bị trung tướng, bao gồm lốm đốm quả chó năng lực người. Vẫn như cũ chỉ là ở trong tay lộ phi kiên trì mấy chiêu. Rất không thích hợp, tiểu tử mũ rơm thực lực này. Tốc độ trưởng thành của con người là có cực hạn, cho dù thiên phú có ưu tú thế nào. Tốc độ thay đổi này quả thực giống như sâu bướm vượt qua giai đoạn nhộng và trực tiếp biến thành bướm. Xoạt, một đạo kiếm khí sắc bén từ bên cạnh đánh úp lại kiến thức và khí phách trong đầu đã dự đoán được một kích này. Lộ Phi dừng bước, nhìn về phía bên trái. Đạo kiếm khí bên người sẽ qua phía trước, cho đến khi băng bích cực đại xa xa. Nơi đi qua thậm chí vách băng, đều vỡ thành băng vụn. Mắt ưng. Lộ Phi thần sắc ngưng trọng, cho dù là hiện tại hắn cũng không dám coi thường mắt ưng. Làm người ta kinh ngạc, mũ rơm. Ưng ừ nhãn nhắc tới hát đao, có chút nghi hoặc dò hỏi. Ngươi làm như thế nào? Đừng ngăn cản tôi đi cứu Acer. Lộ Phi đáp lại. Hừ. Hóc ai mi hắt tung ra một cú chém khác. Trong nháy mắt Lộ Phi tránh thoát, tăng tốc tiến lên. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới vài giây, hai người đã giao thủ mấy chục lần. Ưng ừ nhãn hoác mễ khắc lạnh nhạt tránh thoát Lộ Phi nắm đấm, thậm chí ở trong giao phong, huy động càng nhiều lần trảm kích. Kiến văn sắc hắc đao cùng nắm đấm hóa thành màu sắc sắc đen giao phong, nhưng cũng không trực tiếp va chạm với đối phương, mà dừng lại ở khoảng cách cực kỳ gần, lưu lại chân không nhất định. Dẫn phát bốn phía mặt băng vỡ tan, từng đợt sóng từ địa phương hai người giao thủ bắn ra, thổi bay không ít hải tặc cùng hải quân chung quanh. Khí phách cuốn quanh. Không sai. Ưng nhãn hoác mễ khắc ở trong giao phong ngắn mũi đã xác nhận, thực lực hiện tại của tiểu tử mũ rơm lộ phi đáng giá hắn tiếp theo nghiêm túc đối đãi chiến ý bắt đầu xuất hiện. Lộ Phi xoay người, thuận tiện kéo một người từ trong bão cát trên trời xuống. Mũ rơm Ba cơ bị cuốn vào cuộc chiến giữa cá sấu cát và đa pháp minh ca một giây trước vẫn còn choáng váng trong bão tát. Cao su dết dê tế thần. Hết chương này.